cái này là màu trắng nè, còn cái này màu đỏ. Hay quá, hay quá. Thì má hai chục. Ủa, blueberry là vậy hả? Ừ. Con chưa thấy blueberry lần nào luôn á. Tá mua này ở Bất Liêu 25 đồng cây, trồng bỏ trong kia nó không có đủ phần. Nó là bữa bao nhiêu? Hả? Mua 25 đồng là bữa bao nhiêu? Thấp hơn cái này chút xíu. Ờ. Cái này tại em cứ bỏ vô chậu thôi. Hình như nó cũng cỡ này vậy. Cao cỡ cái này thấp hơn chút. Cái này là, cây này ăn được ha. Cái tô ở. Cái này nó trà tắm uống á. Ờ cái này nó có mùa rồi, nó chết hay sao? Hay nó sống hoài. Trồng hoài. Trồng chừng nào nó già cắt ăn nó nhảy ra. Hai cái tí tô hết hả? Tí tô này của Nhật Bản, giống của Nhật Bản. Cái nào Nhật Bản? Cái kia cũng Nhật Bản anh này. Cái này nó lai, Nhật nếu mà của Nhật Bản là cái lá nó giống như vậy á. Mà mình ăn bún bò Huế là cái nào? Ăn bún bò Huế cái này cũng ăn được, nhưng mà bún bò Huế là cái không phải tí tô này á. Thì tí tô nào ăn cũng được hết. Tấm lâm trà uống mới vừa hái và cắt xong rồi tấm phôi khô tấm lâm trà. Cà lê. Là cái